Rồi ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Live anh em nhé. Và hiện tại thì có khá là nhiều anh em gọi là new buy vào trong group Discord của mình và có rất là nhiều câu hỏi. Thì mình cũng tổng hợp lại sau đó thì hướng dẫn cho anh em chơi thôi thì mục đích chính là vậy. Thì hôm nay mình sẽ nói về một cái nội dung cũng khá là quan trọng á anh em. Đây, bây giờ mình có chụp lại hình của bạn Bớt đây, bạn Bớt có hỏi là uh, khi nào uh, tại không muốn đi van với lại là đi van mạnh lên chạy hiểu sao? thì mình có giải thích luôn và trong video này cũng sẽ nói về những lý do anh à nên đánh Valkyrie được chưa anh em Ok rồi thì hiện tại thì bên mình cũng có hỗ trợ nạp uh, so nạp game này ha và cũng như là hỗ trợ cày thuê rồi uh, kéo level rồi build đồ đánh van các kiểu thứ anh em có nhu cầu cái bên về discord Fanpage bay các kiểu nha rồi thì để trả lời cái biên bản cái bạn bến này với lại những anh em nào thắc mắc về Valkyrie thì Valkyrie là một cái chức năng có thể nói là một cái tính năng và có thể nói là anh em sẽ chơi rất là nhiều ở trong một mùa giải tại vì cơ bản là trong game nó cũng ít cái chơi ha chuỗi thăm đồ thăm đồ xong rồi sẽ đi đánh Valkyrie và nó sẽ giúp cho anh em mạnh hơn mạnh hơn thế nào thì mình giải thích tiếp theo thì nó sẽ có những thử thách để xem coi liệu cái bill anh em nó có mạnh đi không và nó sẽ có những cái book Valkyrie nó sẽ giúp cho anh em mạnh hơn nữa búp Valkyrie thì nó sẽ rất là đa dạng, ví dụ được đủ thứ đó. lôi thần rồi, sứ giả hăng vu, ví dụ con sứ giả hăng vu này có thể thay đổi cả lối chơi của một con nhân vật luôn. Và có những cái búp có những cái búp nó làm cho những cái class đó uh, trở thành hình luôn, được chưa anh em? Và nếu anh em đang build bị yếu á, thì có lẽ là anh em chưa đánh Valkyrie, được chưa? Rồi, bây giờ thì mình sẽ nói từng cái từng cái về những cái ích lợi của Valkyrie nha. Rồi, đầu tiên thì ở đây mình sẽ cho anh em xem một cái con uh, The Druid của mình thì mình sẽ không làm gì cả, mình sẽ mình sẽ snap lên sau đó thì mình sẽ gọi rồi để ra nha. Mình, mình tắt uh, tạm thời mình sẽ gọi để ra mình test. Rồi, cái việc đầu tiên khi mà mạnh đó chính là búp Valkyrie nó sẽ cho anh em một cái búp ở những cấp độ nhất định. Đầu tiên thì ở cấp 1 thì chúng ta sẽ được một búp ở cấp độ 10, 10, 10, 10 16, 17 thì chúng ta sẽ được một búp và 34 thì chúng ta sẽ được ba búp, từ giờ anh em? và Vankira sẽ mở khi mà anh em đánh xong đời thường sau đó anh em qua cái đời gọi là tinh nhuệ đánh cái map đầu tiên nó thảo nguyên thì nó sẽ bắt đầu mở ra một cơ chế đó chính là đánh Vankira được chưa anh em và đây mình sẽ test sát thương cho anh em ví dụ như một cái con đời rui uh, ninja thì anh em thấy là anh em đánh xương xương thì mình có thể được 600 600 triệu DPS được chưa anh em rồi và khi mình không đánh Vankira thì nó sẽ có những cái điểm gì khác biệt khi không đánh Vankira thì nó sẽ như thế này mình sẽ bỏ ra bỏ ra, ok, rồi sau đó thì mình sẽ quay trở lại và mình đánh con uh, con này, và anh em thấy sau đó mình sẽ dùng tất cả các thương vào, thì nên thấy là sát thương của mình hiện tại mình chỉ còn được khoảng đấy, bây giờ anh em nó chỉ còn khoảng 28 triệu thôi, bây giờ anh em, tại vì cái con mà sứ giả này á, này nó dựa theo bước Valkyrie và khi đem em đúng sau đó thì có chọn những cái bước Valkyrie đúng thì nó sẽ dẫn đến cho cái cờ lá nó mạnh hơn rất là nhiều đó là vấn đề cơ bản đầu tiên và nó có khoảng hình như 20-30 cái búp gì đó hoặc bị mấy cái búp gì đó và hiện tại chơi đến mùa thứ ba là S0, S1, S2 thì những cái bút vạch nó vẫn chưa thay đổi nó chỉ có thể thay đổi sức mạnh này nọ kiểu thôi và nó chưa có những cái uh, bút bức mới theo mình dự đoán thì có lẽ là ở S3 là mùa cái tiếp thì nó sẽ có thêm bút vạch ha tại vì uh, cái vấn đề chơi vạch Gira riết thì những cái bút nó cũng đã chán quá quen thuộc rồi và như anh em thấy khi mà mình test sát thương thì anh em thấy là mình thì chỉ còn khoảng bao nhiêu đi thôi bây giờ anh em đấy thì những cái bút Valkyrie có thể thay đổi lối chơi của mình và giúp cho mình mạnh hơn rất là nhiều ví dụ như đời đờ Rui thì mình sẽ chọn một cái bút vạch nào đó liên quan đến con sứ giả hồng vu ví dụ như cái này thì những cái lối build về con nhân vật này thì mình cũng đã lên rồi ha anh em là quan tâm thì chắc là mình cũng để thêm hoặc là anh em vào kênh của mình anh em kiếm theo từng lát ví dụ the rui build the rui gì đó thì nó sẽ ra hoặc là anh em search sau này đây kêu sẽ ra Được chưa anh em thì bây giờ mình chỉ cần trang bị lại thôi và mình đánh thì nó sẽ lại mạnh như cũ ok thì đơn giản thôi anh em nó phong cách của nó rất là đơn giản dễ hiểu ha còn ở đây thì búp này thì mình sẽ chọn cái lô thần ok còn cái đầu tiên là cái gì thì mình không nhớ nữa mình cũng không nhớ nữa cái này là chọn cái gì ta cái này là phi gia phù hộ đúng không rồi <laughs> đó bây giờ nè trước mắt thì nó sẽ được những cái bút mang ha những cái bút nó thay đổi lối chơi nhiều lắm á à, đây cái đầu tiên sẽ là ở cấp 1. Cấp 1 thì chúng ta sẽ chọn được một cái búp Vagirai. Cấp 17 thì được cái hai búp. Và khi mà mát ở cấp 34 ta sẽ được ba búp. Nên nếu như anh em nào mà mất thời gian hoặc là không muốn đánh Valkyra nhiều Ờ, cái việc đầu tiên chúng ta cố gắng đánh đến tầng 34 Để cho anh em, tầng 34 để thêm mở được 3 búp Và búp thì nó random nha, búp nó random Một lần anh em chiến thắng thì anh em sẽ được khoảng uh, 3 búp Và anh em sẽ được chọn một trong 3 búp đó Và tỷ lệ có những búp đúng của anh em nó cũng cũng tương đối là Nói chung là nó cũng 50-50, hên xui lắm Để cho anh em nếu hên nó thì đánh uh, vài tầng là nó ra luôn rồi cho anh em thì những cái búp này sẽ giúp anh em mạnh hơn và cái thứ hai khi mà nó giúp van Kirai mạnh hơn nữa thì đó chính là cái chỉ số như anh em thấy nè. Thì cứ mỗi một lần mình lên một tầng ấy thì mình sẽ lên được thêm một cái điểm uh, có thể là sức mạnh, có thể là nhanh nhẹ, có thể là chiến lực nó sẽ luôn phiên cho nhau. Ví dụ tầng này mình được cộng sức mạnh thì tuần sau nó sẽ cộng cho một điểm uh, nhanh nhạy và tiếp theo sẽ được cộng cho một cái điểm trí lực. Và với những anh em nào mà chơi ở map mùa 1 á, mà chơi mát luôn á, là nó sẽ lên được khoảng tầng 4.000-5.000 á, thì trung bình mấy người đó sẽ được khoảng uh, một ngàn mấy trăm tầng được chưa? một ngàn mấy trăm điểm Tức các loại này hiểu không đợi nè một ngàn ba trăm điểm các loại được chưa anh em một ngàn ba trăm điểm mỗi loại đấy thì nó sẽ rất là mạnh rất là nhiều máu bởi vậy nếu ông top van thông thường ông sẽ có nhiều chỉ số hơn anh em và nó sẽ giúp cho anh em mạnh hơn ok được chưa anh em đơn giản không thì đó được cái này mạnh hơn ngoài ra thôi cái cái tiếp giúp cho anh em chơi van mạnh hơn thì đó chính là cái việc phần thưởng phần thưởng ở đây nó sẽ có hai loại một á, là anh em sẽ được nhận phần thưởng cuối mùa nếu anh em đạt những cái răng nhất định thì anh em sẽ có vốn dành cho mùa sau hoặc là một số skin gọi là giới hạn ví dụ những skin này anh em chỉ có thể leo tháp mới có thôi không thể mua được tự do anh em không thể mua được những skin này mà mùa mới kế tiếp thì nó rất là đẹp với skin này thì nhìn rất là ngầu ha đẹp và phân loại rồi quà một game cho mùa sau rồi một số thẻ một số chìa khóa cho mùa sau làm vốn tự do anh em khi đem lên hồng ngọc và van thì nó xác định là khi mà anh em đạt đủ một số tầng nhất định thì anh em sẽ được những cái rank tương tự cái này và nó sẽ tăng lên theo tầng cái uh, số lượng người chơi thì cho anh em càng nhiều người chơi thì cái tầng nó càng cao ok không đấy và anh em chưa đến đúng số lượng này thì nó sẽ đến đúng hạn. và nếu anh em leo sớm thì anh em chỉ cần đánh 150 tầng thôi và bây giờ là đến nửa mùa rồi nên anh em muốn đánh thì chúng ta phải đánh đến tầng 385 trở lên mới đó hồng ngọc được chưa anh em và khi mà anh em đã lên hồng ngọc rồi thì nó sẽ không tuột xuống nữa yên tâm chưa miễn anh em thấy cái này ghi ruồi hồng ngọc hoặc là anh em có cái khung hồng ngọc rồi thì nó sẽ không tụt xuống nữa anh em yên tâm về vấn đề đó ha đi anh em rồi về phần thưởng tiếp theo là phần thưởng theo cấp độ thì phần thưởng theo cấp độ thì nó rất là ngon tại vì giả sử anh em muốn mạnh thì chúng ta phải rôn đồ rôn duyên các kiểu thứ thì mình lấy đá đâu một chúng ta nạp đi farm được các content nó có thì ở đây cũng là một content giúp cho anh em farm rất là ngon đó chính là miệng mình gọi là farm để lấy những cái phần thưởng ha ở đây thì mình không thể nào bấm cho anh em xem được ta Uh, nó có những cái phần thưởng nhất định theo từng cái cấp độ làm sao xem ta đây thì cái nít này mình leo rồi nên là mình cũng khó diễn tả chắc là bây giờ mình sẽ đổi qua một nít khác cái nít này thật ra là mình có hai nít leo lên hồng ngọc lực uh, hai cái nhân vật leo lên hồng ngọc lực bây giờ anh em làm clip mới lại là chơi chiêu chiêu thôi nhưng mà anh em yên tâm nha nó chỉ phát cho một nhân vật thôi nó chỉ tính cho nhân vật cao nhất thôi ha đây còn pháp sư tự linh rồi trước là mình leo tầng trăm bảy mấy đây đó rồi nói lại về cái phần thưởng thì uh, phần thưởng nó sẽ có từ cấp độ từ game kim cương game là kim cương đấy rồi đá các kiểu thứ đá mài tự do anh em rất nhiều thứ khác bây giờ anh em có thể xem ở khu vực này anh em thấy trên này nó sẽ có nè này. này từ cấp 1 nó sẽ cho rồi đá đá hồi sinh rồi thẻ xu hồi sinh rồi game đá mài đá núi lửa đá đốt phong hóa đá đốt núi lửa có cho anh em và đặc biệt là mỗi móc ví dụ tầng 100 thì anh em sẽ có rất là nhiều phần thưởng ví dụ như anh em thấy đây nó cho 50 game hai chìa khóa đá đúc núi lửa và những cái này giả sử như anh em một người chơi rui thì anh em leo fan vừa vui vừa thử thách vừa có cái cho anh em chơi ngoài ra thì những phần thưởng này rất là quan trọng nó sẽ hỗ trợ anh em build rất là nhiều không phải lúc nào mình có tài nguyên ha ví dụ như mình hay build cho khách thì mình cũng ráng mình leo van để lấy những cái này sau đó mình build cho khách tự cho anh em đó ý tưởng của mình là đơn giản như vậy thôi đấy nó sẽ giúp cho anh em mạnh hơn rất là nhiều và ngoài ra khi anh em chơi ấy, thì mình sẽ biết ờ, mình yếu ở đâu mình leo ví dụ lên tới chừng trăm rưỡi đang không nổi nữa thì có lẽ mình biết là mình build sai đó mình học mình học tập bằng cách là mình có thể xem những cái kiểu uh, bảng xếp hạng nè xem người ta build cái gì nè đấy đồ gì đồ gì đồ gì đồ gì rồi mình cứ thế mà mình tham khảo mình làm theo ok bây giờ anh em nó sẽ giúp anh em mạnh hơn ngoài ra thì đó là những cái đồ ý, ý đồ của game các kiểu để anh em chơi pha các kiểu ngoài ra thì nó cũng sẽ giúp cho anh em đỡ nhàm chán hơn tại vì game nó cũng ít đồ dung chơi và đây là một cái anh em có thể khoe anh em rồi uh, thi đua với nhau ha các bạn xếp hạng này nọ ok rồi chúng ta hẹn gặp lại nên các lúc sau có theo dõi mức tất mất cả những thông tin gì anh em quan tâm anh em muốn hỏi nên các bạn Discord có hoặc là bây uh, bên trực tiếp mình hỏi nha được chưa bye bye chúc anh em vui vẻ